Bắc Yên là huyện vùng cao, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 95% dân số của toàn huyện. Khắc phục các điều kiện khó khăn về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, những năm qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề để tạo cơ hội việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của nhân dân. Xã Mường Khoa có trên 5.000 nhân khẩu, trong đó hơn 2.000 người trong độ tuổi lao động. Xã đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện rà soát giới thiệu người lao động đi học nghề tại các trung tâm đào tạo nghề và đi làm tại các công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Tập trung cao cho việc mà tuyên truyền vận động các hộ này có lao động trong độ tuổi để tham gia lao động ở các công ty, các xí nghiệp để tăng cái thu nhập. Sau một năm đào tạo, tôi được bố trí làm việc tại công ty cổ phần Than Nobel Vinacumin. Đến nay, tôi đã làm được 7 năm, công việc chính thức của tôi là thợ lò sản xuất. Mức thu nhập hàng tháng dao động từ 18-20 triệu trên 22 công. Huyện Bắc Yên có gần 40.000 nhân khẩu trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, lao động chủ yếu là ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 90%. Phần lớn tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm gần 71% lực lượng lao động. Đa phần chưa qua đào tạo nghề hoặc đã được đào tạo, định hướng nghề nghiệp nhưng trình độ tay nghề vẫn còn thấp. Chính quyền địa phương đã và đang triển khai các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn là một cái khâu hết sức quan trọng để mà nâng cao đời sống vật chất tinh thần cũng như là thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên cũng sẽ có sự chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tiếp tục rà soát để mà thu hút người lao động cũng như là giới thiệu việc làm và tư vấn định hướng cho người lao động và các cái doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện. Từ năm 2022 đến nay, huyện Bắc Yên tổ chức 2 ngày hội việc làm, thu hút khoảng gần 3.000 người trong độ tuổi lao động tham gia. Cùng với đó, huyện đã tập trung tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển chọn lao động đi học và làm tại các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, đã phối hợp với huyện Bắc Yên tuyển sinh và đào tạo cho 277 người lao động của huyện Bắc Yên. Thì 100% học sinh tốt nghiệp ra trường thì đều được các doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam tiếp nhận và làm việc ngay. Hiện nay thì chúng tôi thống kê là 14 cái đơn vị của các doanh nghiệp sử dụng người lao động của Bắc Yên, có trên 200 lao động. Để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Bắc Yên tiếp tục phối hợp với các trường đào tạo nghề, các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đào tạo, tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn, tuyển dụng, tạo điều kiện cho các đối tượng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp và xuất khẩu lao động, giúp đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.